Trong một động thái bất ngờ tối ngày 26 tháng 7 theo giờ Việt Nam, viết trên trang Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không chấp nhận hoặc cho phép bất cứ người chuyển giới nào được phục vụ trong quân đội. Ông Trump lưu ý đối với các tướng lĩnh và chuyên gia quân sự về chính sách này. Ông viết trên Twitter rằng, quân đội của chúng ta phải tập trung quyết chiến, quyết thắng, không thể chịu được chi phí y tế to lớn và sự gián đoạn gây ra bởi những người chuyển giới trong quân ngũ. Năm ngoái dưới thời Barack Obama, Lầu Năm Góc đã chấm dứt lệnh cấm người chuyển giới hoạt động trong quân đội Mỹ. Lệnh này cho phép người chuyển giới bắt đầu nhập ngũ vào năm nay, miễn là họ đã ổn định với giới tính mong muốn trong 18 tháng. Tuyên bố của ông Trump ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các nhóm hoạt động vì quyền công dân và cộng đồng người chuyển giới. Một nghiên cứu của quân đội Mỹ công bố năm nay cho thấy, hầu hết các bác sĩ nói vào năm 2016 rằng họ chưa được đào tạo chính thức để chăm sóc người chuyển giới. Tuy nhiên, ít nhất một trung tâm y tế quân đội đã tổ chức lớp cho các bác sĩ.